Đồ ăn đi. Ba triệu, bốn triệu, năm triệu, sáu triệu, gần. Cái đưa Hiếu ký tên đi rồi đăng nhắn. Lấy giấy rồi chị này chị gì ta? Chị Liêu Trần. Leo Trần hả? Liêu. Liêu Trần. Liễu Trần. Liễu. Liễu. Liễu hay Liêu? Rồi bữa nay nhà cưới em chị rồi mừng không? Dạ mừng ạ. Mừng không? Rồi cái này ngủ được không? Dạ cũng thức ra gọi gọi đèn hoài anh ạ. Coi chừng hả? Thì nhí nhà xong rồi giờ khỏe rồi hả nhí? Dạ. Bây giờ tới nhà anh Tư gần xong nữa, bây giờ tới nhà em Bình. Em có mừng cho anh em của em không Hiếu? Em có mừng cho mấy chị nước ngoài, mừng cho em được cái nhà, thì cho anh Tư cái nhà, với đứa em Bình được cái nhà, em cảm ơn rất nhiều. Thì anh em thì ai cũng tơ hương, thì ai cũng được cái nhà hết. Này cũng nhờ cái duyên của vợ em mất rồi tao, anh nó biết nhưng mà vợ em không mất rồi đâu ai đâu biết đâu. Mình thì cũng bây giờ được cái nhà có nữa hờ ba mẹ rồi cũng ngon lành rồi, khỏe rồi, không có sợ mưa sợ nước nó tràn vô nữa. Xong rồi làm giấy tờ vợ em với em đang tính giải quyết rồi cho nó xong rồi, người ta làm ăn được chứ để cái lệnh gì hoài sao mà làm gì được. Rồi em có nghe tin tức nói gì chưa? Dạ nó nói với em hổng tin, nói em nó gửi giấy hồ sơ về tòa rồi. Tòa nào? Tòa mình nè. Dạ tòa quyện mình. Rồi nó nói là nó gửi gì rồi, người ta lấy rồi. Mà nó dịch nữa khi về hơi lâu. Nói gì không được hay gì, hay là công an nó không làm? Nó nói là nó làm xong cho rồi đó. Rồi nói miễn tòa kêu em vô em coi hồ sơ em ký là được. Là cũng như là tòa nó kêu là mình vô mình ký hả? Dạ. Rồi nó cũng phải về chứ? Nó cũng phải về một bữa. Rồi ba cái đồ nó có lấy không hay là sao? Thì hẳn em nói là nó cũng đó thì... Tới đó thì em dọn qua để qua bên này cho nó lấy. Rồi bây giờ là nói chung là vợ em là không có đi cắt nhà rồi, nếu mà nó có gì hay là năn nỉ gì em cũng có chấp nhận không? Dạ không anh ơi. Em quyết định rồi là vậy. Hết tình hết nghĩa chưa? Em là trong lòng giờ em hỏi thiệt em, giờ em còn thương nữa không? Không. Hết thương rồi ha. Dạ. Hết thương là mình khỏe rồi. Con thì nhận, vợ thì không nhận. Dạ. Con nó không nuôi thì nó đưa cho mình thì mình nuôi hết. Dạ. Còn nó mà nó nuôi thì đứa bắt đứa. Có gì trứng ấp đây người ta làm trứng. Trứng ấp thấy sao? Trứng ấp hết cho hoàn cảnh này, trứng ấp cho ý kiến thôi. Vậy nó bắt hai đứa cháu em lại đi. Thấy hả? Vô bà nội em nuôi, cô đồng mẹ em nuôi. Cho mẹ em nuôi nha. Hai anh em đi làm. Chiều về. Bình nó có bằng lái xe mà. Mấy mốt em làm lơ xe cũng được. Dạ. Dí nhủ nghề. Nước trồng mai, nước làm lơ xe luôn. Mình đi xây người đó ngoài Tây Nguyên mấy tháng trời, mấy năm trời. Làm gì? Lơ. Làm lơ hả? Đó. Trời Bình, như vậy là có rồi đó. Mình đi làm đó. Chung trên nhựa chứ lớn. Hiểu đó. Đủ nghề hết. Thế hả? Em đi bỏ xe, theo xe tải. Vậy hả? Bỏ xe đạp, xe nít đi á. Thôi. Làm với ba chung ba con Bình hả? Hồi đó ba Bình cũng làm đó hả? Dạ. Ba em làm cũng có 2 năm. Công ty hả? Dạ. Công ty nhựa, nhựa chứ lớn. Cái áo mà bố không đưa đó. Dạ. Làm Sài Gòn hả? Quận 8. Vậy là ba em cũng đi làm mướn thôi. Dạ. Dồn các ba em tiếp đi đào đất. Rồi đó một thời gian theo nó cũng có theo nó phụ hồ rồi đi đào đất. Rồi tùm lum ba em làm tùm lum hết. Đào đất mướn người ta hả? Dạ. Đào lít dưa á. Em làm cho nó người mẹ của quyền đó rồi nó gửi trái cây đó. À. Em lấy ba cái chừng ba cái ruộng đó. Lụm qua lụm lại chừng ký nửa ký gì, 900 ngàn. Rồi mẹ em có làm gì vậy?
mẹ em đi mặt cỏ làm vườn quýt rồi hả? Có vườn quýt người ta mướn hả? Dạ, đi mẻ quýt rồi đi tiễn trái rồi đi bẻ dưa leo rồi rộng đây. Hồi đó làm chắc một ngày chắc 120 không tới có mấy chục ngàn. Hồi đó em cũng làm, em còn làm vườn mấy năm trước em làm một ngày có 80 ngàn. Bây giờ lâu quá, lâu rồi đó. Bây giờ làm vườn cũng 200 mấy 200. Là bà bệnh được mấy tháng là bà đi luôn? Con vòng hình như có 3-4 tháng. 3-4 tháng mắc bệnh rồi đi hả? Dạ. Bình thường, đang bình thường vậy hả? Dạ, má em đang làm bình thường đó, cái ăn không được. Em cũng như sáng cũng mua có hộp bún rồi heo, cái đem về mà ăn không được. Thế hả? Dạ. Má em muốn chạy đường không à. Rồi cái mua hộp bún cũng đem vậy đó. Rồi cái tự nhiên thấy nó xanh xanh rồi đi đi vô bệnh viện xét nghiệm thì nói má em bị khối u gan vậy đó. Gan nó khối u. Khối u rồi đi lên Sài Gòn tránh, em và má em đi tránh đi xét nghiệm, em nói cái này là u ác tính. Ác tính, đụng dao kéo gì không được. Rồi mới chuyển, mới xuống bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ chứ. Đa Khoa Cần Thơ rồi nằm một thời gian cái nó nặng quá. Rồi mới chuyển qua ông bú, cái bên ông bú Cần Thơ nữa. Rồi từ từ bác sĩ nói giờ kêu gia đình ra nói chuyện vậy đó. Nói má em qua khỏi rồi. Thế à? Là 2-3 bữa sau là má em đi. Có mổ tí nào không mày? Không mổ được. Không được dao kéo luôn. Nhiều khác, tại vì nó ác tính đó. Bị liền hết trời. Là ung thư đó. Dạ. Đó là thầy ung thư. Ráng ung 3. Thư mà giai đoạn 3 đó. Ngày sáng 3 lấy điện thoại đó điện nói chuyện với cốt mày kiếm cho tao về cái lóc gì những cái sạch cho khô khô tao về chiều tao về. Ai thì nói? Cốt quá. Cô Út điện cho ba à? Không có ba đưa điện thoại nói chuyện á. À ừ. Nó để cái cỏ về kiếm cái vậy. Mới gắt được con bao cái chưa giác nữa. Ừ. Dạ ông điện nó có út mày chết rồi. Tay chân, tay chân cũng gung chứ. Thì chạy ra lết xong rồi. Rồi vợ nó bò nó lết nó nói, cốt sao mà mắc. Ông nói trời ơi ông xài quá đi. À, hai chồng ra đây dãy dãy. Bà chết mà bà ôm em mà mới xua tay mà bà cơm cũng nhắc em. Cơm luôn. Bà cũng nhắc hoài rồi. Mẹ em á hả? Có cái đó còn cái con sáu nó bà ôm em. Cũng như là bà dãy á. Là bà gịch cổ em là bác sĩ thì cũng có dặn là cũng như đừng có khi đừng có sát quá chị. Đừng có lúc mà người sắp mất đừng có lại gần quá hả? Dạ, cũng như bác sĩ nói có khi cái bệnh á mình thì mình biết là mình thương rồi. Ừ. Nhưng mà đừng có ấy cổ khi mình ấy. Lúc em ôm mẹ em thì sao? Rồi có em má gịch em siết chuyện luôn nè. Ừ. Rồi em cũng ôm luôn chứ sao vậy? Ừ. Tại vì đó là cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Đi bệnh viện. Nhưng mà mình mai mốt em đi chích ngừa. Rồi bác sĩ mới xong mới kêu riêng em ra xuống dưới bữa nhận thấy cái bác kêu em ra bác sĩ á. Nói thương là cái gì của Trương Hiểm Mai. À. Cái em mới nói là em là con ruột. À. Nói cưng hồi đó giờ có xét nghiệm gì chưa? Cái em nói chưa chị. Cái em nói đặt mày về cưng xét nghiệm gan này nọ rồi cưng đi chích ngừa nha. Có đi không? Dạ có. Ừ. Có mà em bị em chảnh nó nói là dương bị mà cái trạng em sức đề kháng nó cao quá. Ừ. Chỉ chích được một mũi thôi mà hàng tháng là phải đi 6 tháng hoặc là một năm gì đó đi xét nghiệm một lần. Ừ, mà có không? Dạ. Em có làm không? Dạ có. Dạ, ừ. Trước em phải đi làm đều nha. Không có đều. Cũng năm mấy hai năm nay em cũng không có đi nữa. Mấy lại mình bị nếu mà gan á mình ăn uống đồ mát. Dạ. Rồi ba em chết sao cũng bị bệnh luôn hả? Cũng bị bệnh nặng em. Mà ba bị bệnh gì? À cái khối u cổ. Khối u cổ. Ừ. Sự số khổ hai chồng khổ. Hai vợ chồng chết khổ quá hả? Ha. Dạ. Bà... Có nhìn chắc thấy chắc đứt ruột quá không ạ? Ba mắt là em thì em còn ám ảnh luôn, em không phải em gì ám ảnh mà em gì sợ. Tại vì đó giờ em cũng còn nhỏ tuổi mà em gặp cái tình trạng này đó giờ em chưa từng thấy. Ừ. Ví dụ mình gặp ngoài xe cộ đụng cái chuyện bình thường. Ừ. Còn cái gì này bệnh đau nhìn cái đó là đó giờ em thấy em còn ớn. Thế à? Bị khối u nó bể ra hay sao? Bể ra, máu. Máu nó trào ở đâu ra? Lắm nhiều. Trào chỗ cái mục ấy. Nó tràn ra vậy hả? Tả người ta cho ba em nặng ấy hả? Ừ. Có khi thấy ba em yếu là người ta tả vô á. Ừ. Mà nó bể tả miếng nào ông lấy miếng vừa người ta bự mà. Ừ. Em lót lần 4-5 miếng mà nó ướt hết, thấm ướt sạch trơn luôn. Nó ra nó dữ lắm nhiều luôn. Biết rồi chịu hết nổi giấy là em cuộn ha. Nhét dữ lắm nhét luôn. Nó lỗ có cái lỗ hả? Dạ. Mà cái đó hình như có mình nên em với cô ba em. Thế rồi khi dữ lắm cái đó dữ lắm máu ra.
mới đây mà bể cái là chết luôn hả mình? Dạ mới bể là ra, chết luôn ra ra, ra cái là khoảng chừng nửa tiếng sau là xịn định nửa tiếng sau là bắt đầu là ba em hướng hết đi luôn, ra hết trơn máu. Dạ tại bác sĩ có dẫn trước rồi. Dạ. Bác sĩ có nói cái đó là nó vậy đó, có mới mua giấy đồ về chuẩn bị. 3 năm rồi mất hai người hả? Hay là mấy năm? Dạ. Mẹ năm. Mất 26 hả? Dạ. 3 năm mất hai mất cha mất mẹ. Mất 27. 27. 23 mất. Chắc mẹ của em thương em nhiều không ạ? Dạ. Mẹ em đây em dữ lắm thương em luôn. Em đi bộ đội không em? Vậy chết sống không khóc. Thế tối hả? Ngày. Nó nói với chị Út và Bảnh với đó còn chị hai em nó nói ha. Đồ em máng nhà ba bước ra ha. Gặp đồ em là nó khóc. Thế hả? Bà thương em. Có đứa to có em mà bà thương vậy đó, bà thương vậy đó rồi bà đi rồi. Thôi em hãy thương hiếu mẹ, trả hiếu cho mẹ. Bởi vì bà bây giờ khi cũng hồ độ với em được ông bà ta thương không chừng. Tôi quan tâm cô chú mà ta thương em vậy đó. Cố lên. Có cái bất hạnh của nó là nó quá đau đớn. Mất mẹ còn ba mà mất ba thì còn mẹ cũng đỡ. Sao bây giờ lại mất vợ nữa chứ? Vợ luôn. Mất vợ nữa. Khổ. Em thì em còn nhỏ tuổi mà cũng lận sao, đận quá hả? Sao nó nhiều cái chuyện lớn lớn nó xảy ra với em. Ừ. Có mấy năm trời mà quá trời chuyện đau luôn mà cha mẹ đi nè. Dạ. Chắc ông nội khóc lắm à. Dạ, sao ông khóc? Còn Hiếu thì má em thì vô đập đầu tủ á. Đập đầu hả? Góp góp tủ. Sao mà đập? Lúc cái đau khổ á hả? Dạ. Nó thương cô Út mà thương mẹ mình á. Em nghe trong bước này trước ở trong nhà nghe đùng 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 đùng. Cái em với anh hai chạy vô cái gì anh ấy, cái gì anh ấy. Đập đầu ông khóc, vậy. Yeah. Hiểu vậy chứ, cánh thương người lắm. Nhí nó thương, ừ, nó sống tình cảm á. Sống tình cảm. Chú Tuấn ở đây ăn cơm rồi con. Chú Tuấn ở bên này ăn cơm. Rồi chờ mắc là để mấy ngày mới chôn thôi. Dạ, ba em thì bữa trước bữa sau lại chôn, sáng lại chôn, chiều. Khuya này mắc lại chiều, là trưa lại chôn. Lúc mà chiều mẹ em bệnh đó, bà có dặn dò nói gì em không? Có dặn không á? Có dặn. Có dặn chăng chối gì á? Thì má cũng không có dặn gì chứ mà. Thì ba ôm má ba dặn ba nói gì. Thì trước là má em chưa có nghĩ tới cái chuyện mà má em bà... Má không nghĩ em má em chết hả? Má em á. Ừ. Mà cuối cùng thì cũng cúc cuối thì ba ôm em ba cứng ngắc đi. Không có chăng chối rồi. Chứ tôi ba cũng không muốn đi chứ. Tại vì trước đó là chưa có nghĩ tới mà đến mức mà để chết. Mà chết. Bất ngờ quá, đang mạnh khỏe mà, cũng 2-3 tháng đi làm gì. Trước bữa đó trước mà ngày má mắt tự nhiên cái bả bệnh mạnh lại. Cái bả đòi đi cũng bình thường đó. Đi bắt đầu kêu em kè đi gọi đầu. Dẫn gọi đầu xong cái lên cũng ngồi nói chuyện rồi. Cái tối em lấy dầu em bóp chân bóp này coi. Cái là bữa sau lại cái là bà cũng đi bình thường vậy hả? Đi được không? Cũng đi mà đi cũng dạng yếu à. Yếu hả? Cái mà... tự nhiên hấp được miếng cháo rồi cái gọi đầu cũng sạch sẽ lắm. Cái bữa sau cái là mắt. Mà sao đi, con người đang mạnh khỏe vậy tự nhiên đi ấy cái nó bệnh lên luôn trời. Đi mặn má đi mặn giường bình thường đó. Đi tiễn quýt đi bẻ quýt đồ bình thường đó. Mà về thấy ăn không được đi khám mà bị luôn nữa dạ. Hả? Đi bắt đầu cái ăn không được cái da nó vàng vàng cái... thì ốm ăn không được hay ốm rồi cái đi xét nghiệm máu nó bị khối u gan rồi lên Sài Gòn thì xét nghiệm kỹ lại thì bác sĩ nói là bị khối u ác tính. Giờ nói chung là cũng như giờ em sống một mình á, vợ thì cũng bỏ ba mẹ dạ. Mất rồi thì anh hai thì cũng có mà cũng như là không có quan tâm tới cũng như là dạ. Người dân như đó thì cũng có nhiều cô chú anh chị người ta hỏi sao anh hai em không thấy thì anh cũng nói thì cũng có vợ rồi lo đi làm ăn là không có gì nữa dạ. Chắc cũng như là không có quan tâm không có thương em. Anh nhìn em mà anh còn thương cũng như là em ruột dạ. Em với anh Nhí dạ. Anh Tư thì có vợ có con thì cũng mấy rồi anh Tư thì cũng lớn tuổi rồi. Mà em với thằng Nhí thì còn nhỏ thì anh cũng như là thương như em ruột kia đó. Thấy tội nghiệp. Ông bà cô chú mà thương cắt cái nhà cho em được anh cũng mừng đúng không?
Chứ làm gì mà em có cái số tiền mà để cắt đất thì em có, nhưng mà cái số tiền thì em không có lo nổi làm được cái căn nhà để thờ cho ba mẹ. Dạ. Cái đất này là cái đất hương quả mà. Dạ, đất của ngoại ba má em để lại. Ừ, ông bá thì cũng nằm trên cục đất này ngoài hè đó. Dạ. Thì cắt lên cái nhà gì ông bá cũng khi thấy được, ông bá cũng mừng lắm á. Má em sống rồi nhưng có má em mừng lắm. Tại vì đó giờ, biết hết trơn. Tại vì đâu có đó giờ cũng đâu có nghĩ thấy mà cắt nhà ha. Cắt nhà. Ừ. Làm được vậy là rồi đó. Gắng cố lên em ơi. Đi vô cho mọi người. Ai cũng khổ hết mà công nhận em khổ, hai ba cái nó dồn dập tới luôn trời. Mấy năm trời. Mấy năm trời mà chưa được lớn tuổi nữa. Còn nhỏ tuổi mà 27 tuổi. Mà hai ba cái mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Lớp mất mất mẹ mà mất ba rồi thêm một cuộc vợ. Đời gối chăn gối với mình suốt cuộc đời nữa mà cũng em đi luôn nằm đêm suy nghĩ hoài vậy. Em mới có hai mấy tuổi đầu mà khi chuyện gì toàn là chuyện lớn, ba mẹ mất, có khi người khi 50-60 tuổi mà vẫn còn ba mẹ. Còn ba mẹ, còn riêng em mới có hai mấy tuổi đầu mất quá trời mất ba mẹ mà mất sớm đi. Còn cái người mình thương yêu chung hỉ mà cũng cũng ra đi nữa là cái số em là khổ lắm đó. Nhưng phải, không nhưng khổ mà đâu. Em tin chị đi. Em dạ. 30 tuổi là em sẽ xuống nha. Dạ. Từ 30 tuổi đi em sẽ hết khổ, em tu đi. Dạ. Em sẽ hết khổ. Và cái bao nhiêu cái khổ nó đến với em trầm dồn dập vào mấy cái năm này rồi. Rồi gán nhà cửa xong xuôi gán mà lo mà làm ăn. Dạ. Chứ đừng có tập tụ bạn bè đi theo chơi rồi nhậu nhẹt này kia rồi buồn bã rồi nhậu nhẹt rồi nó gây tai nạn này kia nữa là rồi, khổ lắm đó, rồi không ai nuôi mình rồi, lúc đó không có tiền bạc có nhà thôi em đi làm rồi đấy cũng làm bình thường thôi. Dạ. Cứ tàn tàn đi rồi mình tu tập thêm. Dạ. Tự nhiên cái phước báu mình nó lại cuộc đời người nó có ba giai đoạn. Dạ. Cái giai đoạn khổ nhất của em đã gánh qua rồi ha. Dạ. Từ giờ đi em cứ sống tốt vào là em sẽ hưởng cái phước em phải nhớ, nhớ là nhậu nhưng mà mình nhậu cũng vừa thôi chứ không có được nhậu nhiều. Yeah. Một cái hai là xe cộ chạy bây giờ thấy tai nạn không? Chết nhóc vào trơn, gì gụ không đó. Đừng có buồn mà như đợt khóm nữa. Cái chuyện gì nó qua rồi cho nó bỏ qua luôn hết. Đi chứ không phải mình buồn mình chạy mình bỏ mạng mình đó. Mình có buồn thì mình tự mình nằm mình suy nghĩ mình khóc. Mình trong buồn hay là trong phòng mình đừng có ai á. Để mình giải cái nỗi buồn ra. Chứ đừng có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà nhậu nhẹt rồi chạy xe này kia rồi nguy hiểm lắm. Yeah. Chết á. Em vậy cũng suy nghĩ anh em nói vậy. Ừ. Suy nghĩ là mình cũng ngu chứ tại vì có khi người đó mình không đáng rồi để mình làm như vậy. Ừ. Hư ăn thì tổn thương ăn mình không biết em với anh Hiếu thì thôi nếu mà biết rồi là anh chị cũng như là coi hai đứa cũng như là em ruột cái đó mày xong ở nhà rồi cũng vậy nếu mà có gì đó thì điện cho anh chị biết. Dạ. Anh chị giúp được gì anh chị giúp liền à. Dạ. Hiếu cũng vậy luôn ghén rồi làm Hiếu. Đừng có nghe lời bạn bè, nghe lời bạn bè nó không ấy mình đâu. Nếu mà mình có gì là cũng như đi chơi chung rồi vậy thôi chứ. Người ta muốn em tốt hơn người ta đâu. Người ta không có hân thiện bằng cái người mà hiểu mình đâu. Mình hiểu mình thương mình nè. Bây giờ mình không còn ai rồi. Phải như em còn mẹ, còn cha, còn anh, còn em hiểu không? Em hoặc coi như em không có ai đó. Bây giờ em phải yêu bản thân em. Em phải nghị lực sống lên. Thế à? Có nhà có cửa rồi làm việc thiện việc phước. Sau này em làm ra có tiền em đi giúp đời lại. Giống như bây giờ anh chị đã từng đi giúp em rồi đó. Dạ, cũng như đó. Em là suy nghĩ em nhìn anh hai ruột của em ơi. Đối với mấy anh em người ta làm tiếp rồi với đối với anh chị rồi em suy nghĩ rồi em so sánh đấy rồi. Nó có khác hơn nhiều không? Dạ khác nhiều. Em gán mà suy nghĩ mà. Mà lo mà xong nhà cửa rồi hai anh em lo làm ăn kiếm tiền. Dạ. Sau này em khi em còn có vợ nữa chứ đâu phải mà mở gì đâu. Dạ. Còn vợ còn con sau này nữa thì thôi đi bữa nay thì có chị Liễu Trần ở bên Mỹ á. Dạ. Thì anh nói thì anh em phụ tiếp nhà của gia đình của em đó. Dạ. Rồi em thì cũng mấy tháng dịch này thì em không có đi làm thì có tiền để mà lo cho anh em ăn. Cũng ăn cá ăn mắm rồi cái
chỉ có gửi cho 6 triệu là cho em để dành cất giữ mua đồ ăn cho anh em. Dạ. Người ta phụ tiếp mình ta ăn. Dạ. Nấu ăn đồ cho ngon ngon cho anh em mình ta ăn để người ta phụ tiếp mình. Thì nhà em hiếu xong rồi. Thì cái này thì chị Liễu Trần gửi cho em, chị Liễu Trần ở bên Mỹ á. Anh có nói em cũng khổ, ba mẹ chết, thì chị Chỉ cũng có coi clip, chị cũng thấy hết, chị biết. Chị Liễu Trần thì có hồi nữa mua đồ cho em Hiếu, mua đồ cho con rồi em đồ ăn nữa, nhưng mà cái đó để từ từ, nữa anh mua sau. Chị thấy em có nghiệp, hiền, nói chung là anh em thì ai cũng hiền hết trơn á. Thì chỉ gửi cho em trước 6 triệu cho em mua đồ ăn đi ha. Em để dành mua đồ ăn đi. Ba triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu. Cảm ơn chị Liễu Trần. Em cũng xin cảm ơn chị Liễu Trần đã hỗ trợ cho em cái tiền ăn uống, tiền ăn uống để hoàn thành căn nhà của mạnh thường quân hỗ trợ cho em. Em cũng xin chúc chị thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Cảm ơn hết tất cả mạnh thường quân đã ủng hộ cho em. Con cũng xin cảm ơn tất cả mạnh thường quân, ông bà cô chú mạnh thường quân đã ủng hộ cho con được cái nhà. Để hờ cúng cha mẹ con chú đáo hơn, con cũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Nghĩ cảm ơn gì lấy mít chắn quá. Mình cũng cảm ơn mạnh quân rất nhiều ạ. Cho em được cái nhà, với anh Tư cái nhà, với mình được cái nhà, em cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi Minh Tăng cũng xin cảm ơn chị Liễu Trần, em chúc chị luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài. Cũng chúc tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ cho nhà em Hiếu, xong rồi tới kiếp nhà anh Tư, nhà em Bình, đã ba anh em được ba cái nhà ha mọi người. Minh Tăng cũng xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài ha. Rồi chào khán giả đây mọi người, chào khán giả đi mình, chào mọi người.